ngày 23 tháng 12, thứ sáu mùa vọng, sinh nhật của Gioan Tẩy Giả. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đến ngày sinh, bà Isaphe hạ sinh một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà, liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ 8, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Zacharia của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: "Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan." Họ bảo bà rằng: "Không ai trong họ hàng bà có tên đó." Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: "Tên nó là Gioan." Và mọi người đều bỡ ngỡ. Bỗng chốc lưỡi ông mở ra và ông liền chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi, và trên khắp miền núi xứ Judea, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết đều để bụng nghĩ rằng: "Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực bàn tay Chúa đã ở với nó." Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Món quà tình yêu mừng Chúa Giáng sinh. Sinh nhật của Gioan Tẩy Giả. Sứ thần Thiên Chúa đã nói cho Zacharia và Elizabeth về người con của họ rằng: "Nó sẽ đi trước mặt người trong thần khí và quyền năng một Elia, để hướng lòng dạ cha ông về với con cái, và kẻ ngỗ nghịch về lại ý nghĩ của hàng người công chính, hầu dọn cho Chúa một dân chuẩn bị sẵn sàng." Bà Elizabeth sinh con do Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Bà Elizabeth muốn đặt tên cho con là Gioan, đúng tên mà Thiên Chúa đã nói với Zacharia. Việc trùng khớp ấy cho thấy Thiên Chúa đã dùng Gioan trong kế hoạch cứu rỗi của người. Quả thực, Gioan được sai đến để loan báo cho mọi người biết ngày cứu rỗi đã đến, mời gọi mọi người hãy sám hối để đón đấng cứu thế. Ông không chỉ rao giảng bằng lời, mà còn rao giảng bằng cách sống đơn sơ của ông, và cả bằng việc anh dũng chết để làm chứng cho ánh sáng công lý và chân lý. Mừng Chúa Giáng sinh, ước gì mỗi nhà không quá chú trọng đến những chuẩn bị hình thức bên ngoài như máng cỏ, đèn nháy, cây thông, tiệc mừng, khách mời, sang trọng, xa xỉ, nhưng cần lòng sám hối, cần việc hy sinh, cần việc bác ái, và nhất là cần củng cố lại đức tin cậy mến của mình, của gia đình. Anh hai định thuê người trang trí nhà, làm hang đá, đặt tiệc mừng Chúa Giáng sinh và mời khoảng 100 khách. Chiều ngày 20 tháng 12, chị hai gọi anh vào phòng nói nhỏ: "Anh ơi, mấy năm rồi anh chưa xưng tội, giờ anh đi xưng tội đi, rồi muốn làm gì cũng được." Anh hai khó chịu, nhưng rồi chiều 23 anh đi xưng tội. Vừa về nhà anh nói: "Không tổ chức gì nữa em à, anh sẽ tự tay làm một hang đá nhỏ, tiền nè, sáng mai em mua giúp anh 100 phần quà Giáng sinh cho người nghèo trong xóm." Lạy Chúa, xin cho các gia đình mừng Chúa Giáng sinh với lòng tạ ơn Chúa, yêu nhau và yêu mọi người. Amen. Mùa Giáng sinh đã về, mùa ân lộc vô vàn từ trời cao đổ xuống như sương, như mưa, tưới tắm lòng người tinh tuyền, thơm ngát hương tình thương huyền nhiệm của Thiên Chúa. Thiên Chúa ở cùng chúng ta,
là hạnh phúc lớn lao cho nhân loại. Sống theo lời Chúa TV kính chúc quý vị mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Nguyện Chúa Giáng sinh trong lòng mỗi người, Giáng sinh trong mỗi gia đình, để tình yêu Chúa Giáng sinh làm nồng nàn tình yêu gia đình, và tình yêu gia đình làm nồng nàn tình yêu nhân loại. Một mùa Giáng sinh đẹp, chúc cho người an vui. Một mùa Giáng sinh đẹp, chúc cho người yêu đời. Amen. Chúa đã sinh.